Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Qua nghe báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 với việc xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật cùng nhiều vấn đề quan trọng khác, cử tri bày tỏ kỳ vọng vào những nội dung tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sắp đến sẽ tiếp tục được các đại biểu bàn thảo, xem xét, ra quyết sách đúng đắn, góp phần vào sự phát triển của đất nước, đồng thời kiến nghị đến Quốc hội nhiều vấn đề của đất nước. Trong đó, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri. Ghi nhận nhiều thành quả trong công cuộc cải cách của ngành giáo dục, tuy nhiên bên cạnh đó còn băn khoăn lo lắng về tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và những khó khăn trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ví dụ như việc thực hiện một chương trình giáo dục nhưng có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau gây khó khăn cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Vậy kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét vấn đề này để cho các bộ ngành liên quan cần thống nhất ban hành một bộ sách giáo khoa áp dụng chung cho toàn quốc. Bộ Giáo dục Đào tạo cần quan tâm đến đội ngũ giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên theo chương trình phổ thông mới, bởi vì hiện nay có tình trạng là bỡ ngỡ, thiếu tự tin trong việc giảng dạy. Vì vậy, đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét cùng với Chính phủ cần có biện pháp căn cơ để vừa bảo đảm việc học tập cho học sinh, vừa không tạo áp lực và gánh nặng lên giáo viên. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về thực trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Công tác đảm bảo an toàn cháy nổ nhiều lúc nhiều nơi vẫn còn chưa đảm bảo, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quyết liệt các biện pháp phòng chống tham nhũng, khắc phục tình trạng né tránh, tâm lý sợ sai của một bộ phận cán bộ công chức hiện nay, đồng thời quan tâm điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội trong thời gian đến. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các kiến nghị đầy tâm huyết của cử tri. Những vấn đề cử tri thành phố Đà Nẵng nêu ra cũng chính là những vấn đề được cử tri cả nước hết sức quan tâm và đã được Quốc hội, Chính phủ kịp thời nhận diện, đưa ra bàn thảo. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cũng đã thông tin thêm với cử tri thành phố về các hoạt động dự kiến của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, trong đó các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục được Quốc hội đưa ra bàn thảo, xem xét tại kỳ họp lần này. Theo chương trình kỳ họp thứ 6, thì Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88 Quốc hội khóa 13 về đổi mới chương trình, rồi đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành cái nghị quyết về vấn đề này, nghị quyết số 686 ngày 18 tháng 9 năm 2023. Và tới đây sẽ đưa ra Quốc hội thảo luận, xem xét về cái kết quả giám sát. Và trên cơ sở này thì sau kỳ họp thứ 6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ có cái báo cáo làm rõ để cho cử tri nắm được. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin giải đáp cụ thể đối với các kiến nghị của cử tri thuộc các nhóm vấn đề về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khẳng định, đối với các kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và gửi đến các cấp theo đúng thẩm quyền để giải quyết.